Kênh dịch thuật Vinasite, kênh thông tin bổ ích về chuyên ngành dịch thuật. 4 tiêu chí quan trọng khi lựa chọn trung tâm dịch thuật. Bạn đang muốn tìm kiếm một công ty dịch thuật uy tín và chuyên nghiệp. Bạn không biết lựa chọn công ty nào trong số hàng ngàn tên công ty tìm kiếm trên Internet. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để lựa chọn được công ty dịch thuật uy tín và chuyên nghiệp nhất. Công ty dịch thuật phải có giấy phép đăng ký kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Tiêu chí đầu tiên để đánh giá một công ty dịch thuật uy tín đó là công ty phải có giấy phép đăng ký kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Ngày nay rất nhiều công ty hoạt động chui, không đăng ký thành lập doanh nghiệp nên không đáng tin tưởng. Do vậy, đây là tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá một công ty dịch thuật uy tín. Giá cả hợp lý và hấp dẫn đi kèm với chất lượng bản dịch tốt. Hiện nay, trong hàng ngàn công ty dịch thuật tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thì việc lựa chọn một công ty dịch thuật có giá cả hợp lý với nhiều ưu đãi hấp dẫn chính là ưu tiên hàng đầu của các khách hàng. Đây cũng chính là một trong những chiến lược marketing thành công của các công ty dịch thuật. Tuy nhiên, để làm hài lòng khách hàng thì chất lượng bản dịch đóng một vai trò quan trọng. Nó quyết định sau lần dịch đầu tiên liệu khách hàng có muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ của công ty hay không. Đội ngũ biên phiên dịch viên được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Để có được một bản dịch chính xác, hoàn hảo thì đội ngũ biên phiên dịch viên phải là những người tài giỏi, được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp. Do vậy, cần phải đào tạo và xây dựng một đội ngũ biên phiên dịch thông thạo các ngoại ngữ như Anh, Pháp, Trung, Nhật và Hàn Quốc và thành thạo tiếng Việt. Đặc biệt để trở thành một phiên dịch viên giỏi, cần học hỏi, tìm tòi và tiếp thu những nền văn hóa mới, tiên tiến trên thế giới để có thể xử lý mọi tình huống một cách linh hoạt. Cung cấp dịch vụ đa dạng và phong phú. Một công ty cung cấp các dịch vụ đa dạng từ sao y tài liệu, dịch thuật công chứng, hồ sơ xin visa du học, du lịch, thăm thân các nước, hợp pháp hóa và chứng nhận lãnh sự, đến dịch thuật các tài liệu chuyên ngành như dịch tài liệu xây dựng, kỹ thuật, dịch tài liệu kinh tế, kế toán, kiểm toán, dịch tài liệu y khoa, dược. Đối với các dịch vụ phiên dịch, phải cung cấp các dịch vụ như dịch đuổi, dịch cabin, dịch đồng thời, dịch hội thảo, cùng nhiều các dịch vụ khác như dịch truyện, dịch sách, dịch website. Bên cạnh đó, xác nhận hồ sơ một cách cẩn thận, tra hồ sơ đúng hẹn cũng là một tiêu chí quan trọng để đánh giá một công ty dịch thuật chuyên nghiệp và uy tín. Dịch thuật Vinasite hội tụ đầy đủ những tiêu chí trên dành cho một công ty dịch thuật uy tín và chuyên nghiệp. Đến với Vinasite, quý khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng bản dịch và tiến độ dịch. Nếu bạn thấy thông tin này hữu ích thì còn chần chừ gì nữa mà không ấn like và share video. Thông tin ở phía dưới video này, bạn có thể liên lạc với chúng tôi và nhận tư vấn về dịch thuật khi bạn có nhu cầu.